Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Hoa đến để trao lại số tiền của bác Giang ở đường Tết Mậu Thân, khu phố 6, phường 4, thành phố Mỹ Tho, để trao lại số tiền của bác Giang gửi tặng cho anh Thắng. Thôi em cũng thay mặt gia đình Thắng cũng cảm ơn chị giữ tờ giấy này ha, có gì mình liên hệ nha. Dạ. Cảm ơn gia đình chị rất nhiều nha, đã nhận thầy được để trao cho Thắng, cảm ơn mừng lắm thầy. Cho em gửi lời chúc với là anh Giang mạnh khỏe nha, chị chưa có gặp mặt anh nhưng mà để cảm ơn. Tại vì con giữ đi qua, con gái của em, nó lúa, mang lại với Tiền Giang á, cho nó lúa Tiền. Dạ con thay mặt anh Thắng cảm ơn cô với chú và gia đình rất nhiều. Dạ, cũng muộn rồi thêm chú từ chúc gia đình luôn mạnh khỏe như ăn được. Dạ, chào con. Thầy Úc Giang là số điện thoại số mấy đây? Còn lát cái là mà em đi xa hoài mà em chưa về được, bữa nay mới về mới vô thăm Thắng nè. Rồi để cho Thắng nói chuyện với anh. Rồi cảm ơn Giang. Dạ con chào chú Giang. Dạ con khỏe chú, hôm nay con cũng khỏe cũng nhiều rồi chú. Giang chào con 100 đô. Dạ bây giờ chỉ ngồi một chỗ đợi thời gian thôi chú. Dạ bị gì gãy luôn cái xương đùi bự nó cũng hơi to rồi cái hơi hở nhiều. Dạ. Dạ con đi bệnh viện Vĩnh Long á, đa khoa Vĩnh Long á chú. Dạ. Dạ lúc đầu con ở gần đó cái con các bạn bè rồi nó đưa vô xe luôn, con đi ngang luôn rồi đưa con vô đó luôn. Dạ. 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 Con không có băng bột, con kẹp đi nóc. À, nó mổ rồi nó kẹp đi nóc thôi. Dạ, mổ rồi sắp xương là kẹp đi nóc. Dạ, con hỏi bác sĩ nói là 2 năm mới mở ra. Dạ đi vệ sinh thì cũng có vợ có con về rồi kè đi vô nhà vệ sinh rồi kè ra chứ không con đi không có được. Dạ. Dạ. Dạ thì cũng ở sớm anh em rồi chứ có cái nhà tài trợ không rồi ở cái chú gì ở bên Mỹ cũng Lâm Nguyễn gì đó. Lâm Nguyễn có tặng 500 đô. Có tặng 500 đô. Có ai nữa không? Giờ có ai không? Dạ, chưa, dạ. Có băng thời cưa lâu nhỏ giọt nhưng mà. Có lập hậu có được dạ, dạ, dạ. Dạ. Dạ dạ bây giờ thì giờ chưa không chưa có chú ơi mà nhưng mà con cũng đợi bạn bè rồi anh em nào giúp đỡ được phần nào thì hay phần nấy. Dạ với sư phụ đang kêu gọi nữa nè. Để đăng lên mạng đó. Dạ. Dạ dạ cũng
Dạ, cũng đang quay phim đó. Cũng đang quay phim. Rồi cũng thay mặt cũng giúp thầy cưa cũng cảm ơn gia đình anh Giang rất nhiều ha, chứ cũng cầu chúc cho gia đình anh luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe và làm việc là được thành công. Dạ. Dạ hôm nay em ghé thì không có anh ở nhà. Dạ dạ. 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 Dạ dạ con cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Dạ chúc chú khỏe. Ờ đây là cũng quan thở cưa trong mấy lợi á, cũng đệ tử của sư phụ nữa. Dạ. Để cho con 200 Út Quang. Ờ Út Quang. Dạ dạ. Ừ, thì dạ. Cũng vợ Út Quang cũng có điện cho con. Ừ, thảm cái chú Giang này đó mới coi trên cái clip là cái clip mà sư phụ đang ngồi về vũ cưa mà kể dù mà dạ, dạ. Mình bị vậy đó mới thấy được. Mới dạ. Mới hỏi có ai có giúp đỡ gì không. Bây giờ là tôi ở gia đình ở bên Mỹ có gửi về làm 100 đô để gửi về để cho các thắng nó xây sở. Dạ. Mà giờ nếu có ông đã ôm nào chạy xuống không. Rồi bữa đó cái sư phụ đang đi cưa ở ở Sài Gòn được chứ mấy gì Tân Bình này. Ừ, Tân Bình nó mới chạy về ngang thì mới ghé. Dạ. Ghé ấy về luôn mà tối quá rồi sư phụ không có xuống thăm con. Rồi cái mấy bữa sau nữa bắt đầu là tiếp tục đi Bến Tre rồi đi ra rồi Bình Dương luôn. Rồi mới về hồi phía mới tranh thủ xuống đó. Vậy sư phụ cũng mới về Về phía đi chứ sang đó. Sang cũng đi theo ngồi ngoài kìa, hôn mặt quần đùi nó ngại chứ mình vô này sợ nó vô đây rồi sợ nó khóc nữa, sợ vô xúc động nữa, bóp cổ nữa. Mà đấy đó là ba của thắng đó. Bắt ba rồi cũng là đẹp trai đó, hai anh em mình thì cái đầu cái trán cao cao giống như là mình thì sáng chói luôn hết ba phóng lưỡng cháu là anh em mình là số trắng thôi. Vậy rồi cũng nhân đây mình cũng xin thưa với quý bà con cô bác này nè, vậy là tha thiết gọi là mạnh thường quân nào đó là thấy hoàn cảnh như vậy thì cũng cứu ích đông nhiều, gom vô là nhiều nhỏ góp lại thành to, cũng là không có chê ít thì nhiều hết, thì là 50-20 ngàn gì cũng được mà nhiều người gom lại rồi để chi đây là cho đệ tử mình nó cũng cho nó qua cái thời gian điều trị rồi lành lặn rồi cũng trở lại cũng làm việc để nuôi sống gia đình, sống bản thân, phấn đấu lên là để có ích cho xã hội. Cũng nhân đây là xin thay mặt gia đình cũng cảm ơn quý ông bà cô bác bạn bè thân hữu gần xa đã có cái tấm lòng cao cả như thế này, mình xin ghi nhận và nguyện ơn trên hoặc là trời Phật thánh thần hoặc là Chúa Giêsu hoặc là Đức Chúa Trời gì đó hoặc ai nhiệt độ cho quý vị luôn luôn nào cũng mạnh khỏe và làm ăn được phát tài và phát triển rộng ra nữa, và nguyện cho dịch bệnh này mau chóng qua đi, cho chiến tranh này cũng tạm dừng lại để cho thế giới được hòa bình an lạc thịnh vượng và để cho là mọi người trên toàn cầu này ai ai cũng được thái bình và làm ăn cũng được chỉnh chu hơn và để cho giá xăng đừng tăng giọt nữa. Để vũ khí đi Bình Phước cơ nữa. Đi về lần nào cũng lỗ hết, xăng cao quá. Dạ. Rồi cũng chúc bà con mình vui vẻ mình khỏe. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Có gì. Bắt quạt lên nãy giờ bắt quạt thì nó hù hù, mà giờ không bắt quạt thì nó nực. Ủa có cái tật ở trần không quen rồi con nó áo tay dài mệt nực. Nó hầm hì liền ha. Cái chân anh Thắng vẫn còn bị sưng. Dạ đây. Cái này lên đi vết thương lành, ừ, nhiên cái đau không? Thôi, dạ không được nè, cái này nó này nó chóc da hết nè. Dạ. Cái này nó kéo da. Chắc cái này ngứa tay anh cực. Ngứa tay hả? Mình giả nhẹ nhẹ vô chứ đừng gãi. Vỗ vỗ nhẹ nhẹ đừng gãi. Gãi nó chóc da.
quá dài chứ. Ừ, 35 mũi. Như con gít nữa, gít này gít đực gít cái mà. Lần trước thì còn tóc bây giờ chắc chắc vợ lấy máy hớt hả anh? Dạ này cũng có thằng cháu nó cũng có làm nghề á. Ờ nghề hớt tóc á. Dạ rồi nó cũng tại nhà rồi nó hớt rửa sát luôn cho nó mát mẻ. Cũng đẹp. Với lại tròn vo đẹp quá. Với lại đừng có không có di chuyển nhiều nên không có gọi đầu nhiều được. Cái cũng gắng phấn tráng lên, vui vẻ lên. Con với ăn uống cho có chất đạm vô rồi gì vậy. Chất béo rồi chất xơ rồi chất dôi này cho nó tích. Vợ thì nó ăn chủ yếu là vợ cho ăn thoải mái mà. Ăn thì cũng 3 bữa thôi chứ không lẽ mình ăn được 4 bữa đâu. Đúng rồi. Dạ. Ý là ăn đủ chất. Dạ. Mà không nên ăn nhiều quá, ăn cũng vừa phải thôi nhưng mà ăn đủ chất. Dạ. Ừ, chất nó như là sáng thì cho ăn mua ăn sáng rồi trưa ăn trưa chiều rồi tối uống sữa. Rồi đó rồi cái rau củ quả đó ăn nhiều vô. Dạ. Cho nó thanh lọc cơ thể. Sống cũng anh em ở xóm kia cũng lại làm ba cái vườn của con hôm qua một cái xịt thuốc rồi rải phân làm trong ngày hôm qua. Thì cũng tốt vậy dạ. Anh cũng như là nhất cận thân gì cân lân dạ. Nương tựa nhau đùm bọc lẫn nhau vậy mới tốt nguyên cái xóm vậy chứ con vậy bất cứ ai cũng đợi đang đợi phụ này phụ kia thấy cũng thấy con nằm tại chỗ rồi cũng thấy xót vậy. Nhưng mà cái này ngoại muốn dạ. Không phải ai muốn vậy cho nên ta cũng hiểu được mà kệ nữa đi mình. Tại vì sư phụ cũng đã từng trải rồi cho nên nói là ai cũng là người ăn của mình hết. Yeah. Khi hoạn nạn mới thấy được chân tình. Là cái lúc mình bị này bị kia rồi đó là cái tấm lòng của người ta đối với mình rất là cao cả. Cho nên là phải ghi nhận. Điều đó đáng quý. Ở đây là vợ của anh Thắng. Hai hậu cũng phải. Hoa cũng xin phép là nhờ các mạnh thường quân và nhà hảo tâm cho gom góp chút đỉnh để cho anh Thắng vượt qua. Đây là hình như cái chân cặp inox là 3 tháng mới bắt đầu tập luyện lại và cỡ 5-6 tháng mới đi từ từ được. Và sau 2 năm thì mới mở inox ra hả anh? Dạ. Dạ. Thì Hoa cũng mong các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cho gia đình anh Thắng vượt qua khó khăn này. Dạ. Em chúc anh mạnh khỏe. Cũng kính chúc quý bà cô bác mình mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ xin chào và xin thành thật mang ơn rất nhiều. Mang mà nặng hai vai luôn đó. Hoa cũng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.